Xin chào các bạn. Trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bốn loại rau củ quen thuộc chứa đầy độc tố gây ung thư mà nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày. Những loại rau thực phẩm này có thể chứa chất độc. Tiêu thụ chúng nhiều trong thời gian dài là cái nguyên nhân gây ra một số cái bệnh ung thư cho con người. Vậy thì đó là những cái loại rau nào? Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về những loại rau này. Thứ nhất đấy là cà chua xanh. Cà chua xanh chứa hàm lượng lớn chất alkaloid dễ gây ra ngộ độc thực phẩm. Khi bị ngộ độc cà chua xanh, người bệnh có thể cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, mệt mỏi, sức yếu. Tiêu thụ alkaloid với cái lượng lớn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Cái lượng alkaloid sẽ giảm dần rồi biến mất trong cái quá trình cà chua chín. Vì vậy mà tuyệt đối không được ăn những quả cà chua còn xanh. Hãy chờ tới khi cà chua chín đỏ mới đem đi chế biến các món ăn là tuyệt vời nhất. Thứ hai là khoai tây mọc mầm. Thì nhiều người thường tiếc của nên là khi thấy khoai tây mọc mầm vẫn tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên thì ăn khoai tây mọc mầm dễ dẫn đến bị ngộ độc. Trong những cái củ khoai mọc mầm có chứa cái chất là solanin có thể gây ngộ độc. Liều lượng từ 0,2 đến 0,4 gram solanin trên 1 kg trọng lượng cơ thể có thể gây chết người. Trong mầm khoai và chân mầm thì cái lượng solanin tập trung nhiều nhất, từ 420 cho đến 730 mg trong 100 g. Vỏ của củ khoai cũng chứa cái chất độc này, từ 30 đến 50 mg trong 100 g. Trong khi đó thì ruột khoai chứa từ 4 đến 7 mg trong 100 g. Cái triệu chứng ngộ độc khi mà ăn phải khoai tây mọc mầm thường thấy là đau bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, bị giãn đồng tử, liệt nhẹ hai chân. Trường hợp nặng thì bệnh nhân có thể bị tê liệt thần kinh trung ương, hô hấp không hoạt động, cơ tim bị tổn thương. Và cái loại thực phẩm thứ ba đó là gừng thối dập. Khi mà củ gừng bị thối, nhũn, dập sẽ sinh ra một cái loại độc tố sarole. Chất độc này rất mạnh. Khi đi vào cơ thể thì sarole dễ bị ruột hấp thu và nhanh chóng chuyển đến gan, khiến các cái tế bào gan bị trúng độc. Thường xuyên ăn gừng thối dập có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư gan, ung thư thực quản. Và cái loại thực phẩm thứ tư đó là bí đỏ già để lâu. Bí đỏ có cái lượng đường cao, khi lưu trữ thời gian dài bên trong quả bí dễ xảy ra cái quá trình hô hấp kỵ khí làm liên men và biến chất, không tốt cho sức khỏe. Quý vị thân mến, như vậy trên đây đấy chính là bốn loại rau củ cực kỳ quen thuộc chứa đầy độc tố gây ung thư mà chúng ta vẫn vô tư ăn hàng ngày. Những loại thực phẩm này có thể chứa rất nhiều các cái chất độc, tiêu thụ chúng trong cái thời gian dài đây là cái nguyên nhân mà gây ra một cái số các cái bệnh ung thư cho con người. Thì mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị có một cái sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Và xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.